Nhắn ai xuống biển mà lên ngàn có về chảy hội Hàn Sơn thở ơi về. Xin mời quý khách gần xa xuống đò để chúng ta về chảy hội Hàn Sơn nào. Dô khoan dô hầy, dô khoan dô hầy, dô khoan dô hầy, dô khoan dô hầy, tôi mới kế tư là từ trên bến, dô khoan dô hầy, từ trên bến bến ra xuôi, dô khoan dô hầy, ở chữ anh phụ mà cầm lái, dô khoan dô hầy, thời anh em ta cầm chèo, dô khoan dô hầy, ở chữ phách nhất mà chèo mở, dô khoan dô hầy, thời chèo mở mãi ra, chữ phách nhi là nhì chân dẫm, dô khoan dô hầy, thời phách ba ta gieo hò, dô khoan dô hầy, chữ phách tư là tư kể chuyện, dô khoan dô hầy, thời kể chuyện em nghe, dô khoan dô hầy, em có nghe là nghe lặng lặng, dô khoan dô hầy, thời lặng lặng mà nghe, dô khoan dô hầy, nghe những lời là lời anh nói, dô khoan dô hầy, thời như xe chứ xe. Hãy men theo câu hò ngược dòng sông Mã về chảy hội Hàn Sơn, hành trình dọc triền đê sông Lèn về ngã Ba Bông, là vùng đất cổ có bề dày lịch sử thật sinh động, mảnh đất kỳ thú có con sông Lèn uốn lượn len lỏi quanh co giữa hẻm núi thơ mộng. Đứng trên đỉnh núi Trung Trinh đền Cây Thị, nhìn về phía tây dọc sông Lèn, chúng ta sẽ bắt gặp dãy núi hình cánh cung uốn lượn theo dòng sông Lèn đến tận ngã Ba Bông, nơi giáp danh giữa Hà Sơn và huyện Vĩnh Lộc, ôm gọn một phần hai vành đai vùng biên của xã như một bức tường thành đổ sộ. Các ngọn núi nổi tiếng có tên ở đây là núi Chum Vàng, núi Ché Đầu, núi Chúa Ngự và núi Ác Sơn. Riêng núi Ác Sơn là ngọn núi chung biên giới của các xã Hà Sơn, Hà Lĩnh, Hà Trung và một phần bên huyện Vĩnh Lộc. Ngọn núi này cao tới 351 mét so với mặt nước biển. Đây chính là ngọn núi cao nhất ở Hà Trung. Ở núi Chúa Ngự có đền Đức Ông thờ Lê Thọ Vực, nổi tiếng khắp các vùng trong và ngoài tỉnh. Trải qua các thời kỳ, kể từ thời bà Triệu dựng cờ khởi nghĩa ở núi Quan Yên, nay thuộc xã Định Công, huyện Yên Định, nơi đây đã từng chứng kiến nhiều trận mai phục của quân đội nhà Lê Trịnh đánh lại nhà Mạc hồi thế kỷ 16. Về Hàn Sơn ta về cho
tiên cùng giáng trần độ thế. Huyền thoại tiên cô cầm kỳ thi hòa, cô chèo thuyền tiếp tế quân lương, cứu vua phò vua đánh giặc, giữ cho xã tắc bình. Núi cao ắc trời, bãi dài xanh ngát, dòng sông mây nước mênh mông. Xưa kéo thuyền ngược Hàn Sơn, thử sức mình trái sông Mã. Nước ào ào xô hàn đá, thuyền cha về. Trong bão sông đền Hàn vang vẳng chuông ngân, đêm thanh trăng lồng cổ thụ. Ngày anh tìm về bến cũ, nhớ thương ra giết câu hò. Mẹ ngồi tên trầu, hò câu vượt tha. Một đời người biết mấy gian nan. Tháng sáu anh về Hội Gai, đền cô thép vàng lộng lẫy, chiếu trầu nối dài sân bãi, người đi nô nức bến sông. Nguyệt cầm ai gầy trong đêm, nghe câu hát cờn sâu lắng, như tiếng đất trời sao xuyên. Ngày về
phát nguyên từ vùng núi Puva, tỉnh Điện Biên. Sông Mã chảy qua Lai Châu rồi về đất xứ Thanh với hơn nửa nghìn cây số. Trong đó, một nửa uốn lượn trên vùng đất xứ Thanh và đổ ra biển Đông bằng ba cửa: Lạch Sung, Lạch Trường, Lạch Chào. Hà Sơn, một miền quê nằm ngay địa phận ngã Ba Bông, nơi con sông Mã tách dòng trước khi về với biển. Nơi đây cũng chính là giao điểm của ngũ huyện Kê, một con gà gáy năm huyện cùng nghe. Con sông Lèn như dải lụa xanh, hiền hòa, chảy qua một miền di tích, tưới mát cho ruộng đồng và tắm mát, nuôi dưỡng biết bao tâm hồn. Nó đi vào thi ca, tỏa lấp lánh trong những áng văn, thơ. Mùi Huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm. Điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng. Dòng sông Lèn đã từng diễn ra trên 30 trận đánh chống quân Ngô và là cửa ngõ để chặn đường tấn công của quân giặc từ phía Bắc vào. Và cũng chính nơi đây cũng là nơi chứng kiến những ngày cuối cùng của triều đại nhà Trần, và đồng thời cũng là những ngày khởi đầu và kết thúc của nhà Hồ, từng chứng kiến bao trận mai phục của cuộc chiến tranh Trịnh Mạc. Gần 50 năm trên đất xứ Thanh với biết bao nhiêu chiến công hiển hách để hoàn thành sự nghiệp trung hưng, đưa vua Lê trở về chính điện Thăng Long. Thời kể chuyện em nghe, em có nghe là nghe lặng lặng. Chủ nhân của mảnh đất này là từ xa xưa, những xóm làng sống tựa lưng vào núi, soi bóng xuống dòng sông để nuôi khát vọng chí bền. Những con người nơi đây hiền từ, mộc mạc, cần cù, dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất, thông minh, giàu tình thương và trọng lẽ phải, bền bỉ vươn lên chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt, hòa nhập vào thiên nhiên, vào cộng đồng thuần phát. Trên đồi gió thổi rung cây, dưới sông cá lặn, chim bay về ngàn. Chim bay đã đến đền Hàn, trông lên chúa ngự ngai vàng cao cao. Trên ba bông mà là bông dưới thác, quan quất hơi tình dô hò quan. Dưới thác giữa đền Hàn, quan quất hơi tình dô hò quan. Thuyền bè mà ai qua lại, quan quất hơi tình dô hò quan. Đốt vàng mà khấn đôi cô, quan quân hơi tình dô hò quan. Lộc cô mà là cô lộc lá, quan quân hơi tình dô hò quan. Lộc lá chứ lá lộc hoa, quan quân hơi tình dô hò quan. Lộc buôn mà là buôn lộc bán, quan quân hơi tình dô hò quan. Lộc cây chứ cây lộc cành, quan quân hơi tình dô hò quan. Hết một cô đền cho mười, quan quân hơi tình dô hò quan. Quan quân hơi tình dô hò quan. Quan quân hơi tình dô hò quan. Quan quân hơi. Hội Hàn Sơn được mở vào tháng 6 âm lịch. Đây là lễ hội tâm linh lớn và kéo dài nhất vùng. Đến kỳ chính hội, trên bộ người kín như nêm say, cờ xúy dập trời, dưới sông thuyền về như mắc cửa, đủ mọi sắc màu, chiêng trống rộn vang làm náo nhiệt cả một vùng, núi, sông, trời, đất. Có ca dao rằng tháng 6 hội gai, tháng 2 hội mía. Hội gai là hội đền Hàn, còn lưu truyền cho đến ngày nay. Nằm trên vùng đất thuộc xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, nơi hội tụ của 4 di tích: đền Cây Thị ở cuối xã Hà Ngọc, đền Đức Ông nơi thờ Thái úy Lê Thọ Vực, đền Bông tức đền Cô Bơ, đền Chúa Ngự hay là đền thờ Mẫu, đền Phong Mục và đền Cô Tám, là cụm di tích thờ Mẫu ở phía bên kia sông Lèn,
đối diện với đền Hàn Sơn. Cả bốn cụm điểm di tích này đều nằm trong không gian văn hóa của lễ hội đền Hàn. Đền Hàn và đền Ba Bông và những thắng cảnh liên quan được công nhận là danh lam thắng cảnh Hàn Sơn vào năm 1992. Nói về sự tích Cô Ba và đền Ba Bông, tương truyền rằng trong giấc mơ của một cuộc tao ngộ kỳ lạ của Đức Thái Bà nằm mộng, thấy có người con gái xinh đẹp, dáng ngọc thướt tha, tóc mượt, mắt sáng, má hồng, môi đỏ, cổ cao ba ngấn, mặc áo trắng, đến trước sập nằm, dâng lên người một viên minh châu, rồi nói rằng mình vốn là thủy cung tiên nữ, nay vâng lệnh cao minh lên phàm trần đầu thai vào nhà đó. Sau này để giúp vua giúp nước thì Thái Bà thụ thai, Thái Bà hạ sinh ra được một người con gái, xem ra thì nhan sắc mười phần đúng như trước kia đã thấy chiêm bao. Ngày cô giáng trần được âm giới chuẩn bị đón tiếp rất long trọng. Cô lớn lên trở thành người thiếu nữ xinh đẹp, tưởng như ví với các bậc tài nữ từ ngàn xưa, lại giỏi văn thơ, đàn hát, cầm kỳ thi họa. Thượng tuần đỉnh mùng 2 tháng 8, bỗng trên trời nổi áng mây xanh, thủy cung nhã nhạc tập tành, rõ ràng cô thoại giáng sinh phàm trần. Vào khoảng năm 1424, một lần tướng quân Lê Lợi có sách nói Lê Lai bị giặc truy đuổi gắt gao đến bãi sông này. Đang lúc tình thế nguy nan, bỗng có người con gái mặc xiêm trắng từ ngã ba sông rẽ nước, cưỡi gió lên bờ, hóa thành một phụ nữ cùng với tướng quân cải trang thành đôi vợ chồng nông dân đang xới đất vun ngô, nên đã che được mắt quân giặc. Nhờ đó ông đã thoát nạn. Khi giặc đi khỏi, nhận ra đó là một người con gái rất đẹp, khiến ông không khỏi động lòng trắc ẩn. Nhưng vì tình thế quân cơ cấp thiết, đã không kịp nói gì. Chỉ vừa đi, tướng quân vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Sau đó cũng tại ngã ba bông này, có người con gái thường mặc xiêm trắng, đêm đêm lái đò vận chuyển quân lương sang các ngã giúp các nghĩa quân, nhưng không ai biết danh tính. Giặc tan rồi không thấy đâu nữa, dân gian cho đó chính là Cô Bơ. Tin ấy đến tai, tướng quân thầm đoán đó là người năm xưa đã cứu mình. Bình định xong thiên hạ, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua lấy hiệu là Thuận Thiên, rồi phái thuộc hạ đến đón về cung. Nhưng tìm khắp nơi mãi mà không thấy, vua rất buồn. Nhưng rồi thầm nghĩ đây chỉ là duyên cơ trời sắp, nên sai lập đền thờ ở chính nơi ông đã được cứu giúp này để tỏ lòng tưởng nhớ. Ngày mùng 2 tháng 8, mùng 2 tháng 8 âm lịch là ngày Cô Bơ giáng thế. Cũng từ đó dân gian lấy ngày này hàng năm để mở tiệc cô. Mẫu thoải hay mẹ nước, Cô Ba hay Cô Bơ vẫn được nhân dân ta phối thờ ở hầu hết các đền trong cả nước. Nhưng đền chính duy nhất chỉ có ở nơi này, xã Hà Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa mà thôi. Sự tích về thiên thần mẫu Đệ Tam và Cô Ba Bông hiển linh là những huyền thoại. Sự tích về nhân thần như tướng quân Lê Thọ Vực chống giặc Chiêm Thành, giặc Lang, tướng quân Lê Lợi chống giặc Minh là hoàn toàn có thật. Với hoàn cảnh xã hội còn sơ khai lúc bấy giờ, ông cha ta đã khéo kết hợp giữa những thần thoại và thực tại, giữa thiên thần và nhân thần, gắn danh tiếng của các bậc hiền tài với sự che chở, giúp đỡ của các đấng tối linh, luôn đồng hành cùng tư tưởng, niềm tin trong đời sống, trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và thiên tai địch họa, để con người có thêm dũng khí vượt qua gian nguy, giúp con người hướng thiện mà tránh xa cái ác, cái xấu xa, tội lỗi. Hãy về đây để ngắm nhìn cảnh sắc yên bình nên thơ giữa mây trời sông nước
có thể phần nào lý giải câu chuyện về cô bơ tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại tỏ tường hơn bất cứ điều gì. Hình ảnh vị thánh cô bơ ngấm sâu vào tâm thức dân gian là một vị thánh có lòng độ lượng, bao dung, cứu nhân độ thế, mà còn là một biểu tượng của chí hướng phát triển cộng đồng, như là một nét văn hóa đặc sắc thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt. Bằng nhiều thuần ni nữ chung so bề tài sắc tiên cung nào tay thank you.
ngọc y. Ngọc cô càng cao biết đâu biết đâu quân tài mà trao duyên hai một phút cô biến trời. Tấu về thủy vũ dương gian các tòa thiên đình thủy vũ hiêm lang cung cấm quảng hàn hằng nga cung cấm quảng hàn dây tôi thỉnh xuống dương gian ngự đồng nguyên xưa cô tự thoải cung trải lê loi sầu vương bên hồ kia thuyền ai thuyền ai đổ bên xuống thuyền vô quan nhật cô phách nhị cô đợi nhịp mừng phách ba cô cầm treo xin cô mở lái ra hàm tác cô trèo ra ba bông cây thị bên kia cô tám tre cá bạc năm ba cô thái đường đỏ điều rực rỡ cô vật não trắng hoàng miệng lại cười duyên dâng câu vạn tuổi mười hai cửa về cô mi đà vân dương ở trên thượng thiên mây bạc nước hòa bóng gió mát chẳng thành cá lượn từng đàn trắng xanh đen đỏ vàng nhẫn kìa một một chiếc thuyền rồng êm trời cô bé lại sóng to cô cầm treo quay mũi thuyền về về bản bên đây tới bên cô ơi xin cô gác mai cầu nói cô lên đền khoan lại họ buồn xuôi gió thông dòng tôi về tình tình tang tình là tình
chơi phố cát. Tính 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 khi cô về là để cô về đền dâu. Trong mùa nghề 12 tháng sau phải về đền ba bông tình. Tình tháng tình là tình à, tháng tình tình tháng. Lên dâu xuống dòng một mình cô xét trong trần thế mấy người thành tâm người nào. Người nào có phúc cô cho phần. Người nào có phúc cho phần cô thay quyền vương mẫu cầm cân cho thăng bằng trong cung cầm nhang đăng rực ra giấy. Trong cung cấm ai ai hương đăng rực rỡ ngoài công đồng phụ sự y nga con tấu tiên cô. Tiên cô linh ứng thay yêu cô linh ứng thay là vốn xưa cô là khách hằng nga cung quảng hàn cứ đêm 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 ngồi tựa chốn hiên mi loan. Theo huyền sử, vào khoảng những năm đầu Đại Hồng Đức, triều vua Lê Thánh Tông năm 1460 năm 1497, Thái úy Lê Thọ Vực sau khi lập được nhiều công trạng được vua phong chức Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự, rồi đến chức Sùng Quốc Công.
giao trấn giữ biên ải Ba Bông, rừng thiêng nước độc. Trong một trận giao tranh ác liệt kéo dài, không phân thắng bại mà tình thế rất nguy cấp, đêm hôm ấy danh tướng đã mơ thấy một người con gái mặc xiêm y trắng trên mây giáng xuống ngã Ba Bông, rẽ nước bước lên Kiệu Võng mà nói rằng: hãy lui quân về Nhị Sơn Hạ Thủy mà vây hãm, lên núi Thạch Bàn mà cầu mẫu thoải tất ứng linh. Theo lời, danh tướng dẫn quân xuôi về Chí Thủy, thác Hàn Sơn bây giờ, dâng lễ cầu mẫu rồi bố trí quân binh mai phục. Ứng báo của mẫu cho kế phá giặc là lấp đá chặn dòng, lấy thủy triều dâng làm nghi binh nhử giặc vượt qua bãi đá ngầm. Khi nước thủy triều xuống thì lạc tướng cho thuyền nhỏ khiêu chiến, đến khi nước xuống giả thua bỏ chạy. Lúc này quân lạc tướng đổ ra đánh, gặp dòng nước xiết không có đường lui, quân giặc chết vô kể, xác nổi chồng chất, máu đỏ dòng sông, quân lang bại trận thảm hại. Thác Hàn ghi nhiều trận đánh oanh liệt, chiến công lừng lẫy, quân giặc không còn dám quấy nhiễu nữa. Dấu tích bãi đá ở Thác Hàn vẫn còn cho đến ngày nay. Thác Hàn sông nước reo vang, đỉnh non chúa ngự Thạch Bàn, tầng hơn cảnh thánh đây thú đâu, hơn cảnh thánh đây Hàn Sơn linh tích xưa nay ai bằng. Khải định ban rằng thần truyền ứng linh, giấc mộng thần truyền chặn dòng lấp đá lật thuyền, giặc chiếm giúp cho xa tắc vẹn tiền, độ cho trăm họ bình yên xóm làng. Sắc phong lưu đề sử vang trần nghi, dựng báo uy trang lưu đời Hàn Sơn. Hàn Sơn thánh mẫu tiên trời, Hàn Sơn thánh mẫu tiên trời Long Cung, chính ngự cứu người Hàn cơ hoa, hoa thơm ngát đôi bờ. Thank you.
thơm ngát đôi bờ gió lành mát cả cơ đồ sang san núi cao vách thầm vực hàn. Thầm phức hàn đất lành, tiên cảnh thanh ban trọn rồi. Dù ai đi ngược về xuôi, con gái trong Kiệu Võng về báo mộng cho tướng quân Lê Thọ Vực đêm hôm ấy chính là con gái Ngọc Hồng Thượng Đế, công chúa Mai Hoa mà nay gọi là Cô Ba hay Cô Bơ Thoải Phủ Đền Ba Bông. Để đáp lại ân đức của Thánh Thần, tướng quân Lê Thọ Vực tâu vua, vua Lê cho lập đền thờ Cô Ba ở bờ bãi bồi Ba Bông hiện nay. Đền thờ Đệ Tam Thánh Mẫu ở non cao Thạch Bàn Thác Hàn Chí Thủy, về sau mới di rời xuống bên sông để nhân dân thuận lợi việc thăm viếng. Nhớ ơn công đức của tướng quân Lê Thọ Vực, nhân dân địa phương đã lập đền thờ ngay phía dưới trước đền mẫu, được tách rời bởi sân đại bái. Về chảy hội Hàn Sơn, quý khách sẽ được đến đền Ba Bông để thỉnh cầu Cô Bơ, tức Cô Ba thoải chở che, phù hộ, hiện thân bà chúa nước mà chúng ta thường gọi là Mẫu Thoải, tức Mẹ Nước. Tôi là 2 năm trước từ Nhật Bản đến, và hiện tại tôi đang sống ở Hà Nội. Hôm nay tôi đã đến đây lần đầu tiên với Thái Hòa. そして初めて大変ファンの人たちにも会いましたし、この昔からの民謡にも触れることができました。非常にいい、こうなんでしょうか、自然が残ってて非常にいい街だ、歴史のあるいい街だと思いました。
これからまたハノイに戻りますけども、またあのタイホアにぜひまた来てみたいと思います。ありがとうございました。 Sau ngày hòa bình lập lại, do việc nhận thức ấu trĩ về việc bài trừ mê tín dị đoan, toàn bộ kiến trúc cổ kính trên sườn núi Hàn và đền Cô đã tan biến đi một cách đáng tiếc. Giờ đây, từ trong tâm thức với khát vọng khôn cùng, địa phương và du khách đang góp công, góp của để phục dựng lại sự nguy nga đẹp đẽ của cụm di tích này. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh Thanh Hóa, huyện Hà Trung, các cấp ủy đảng, chính quyền xã và sự đồng thuận của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong xã, đã có sự quan tâm chỉ đạo cho ban quản lý di tích tôn tạo, trùng tu và tổ chức tốt cho các kỳ lễ hội. Đây là một việc làm có ý nghĩa đối với đời sống văn hóa tinh thần và tâm linh của đông đảo nhân dân xã Hà Sơn nói riêng và du khách thập phương nói chung, và nơi quốc mẫu dân cầu sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn của mọi tầng lớp nhân dân trong hệ thống danh thắng hiện có trên địa bàn xã Hà Sơn, huyện Hà Trung. Di tích thắng cảnh Hàn Sơn Bao Bông thì được tỉnh Thanh Hóa công nhận năm 1992. Đây là cái khu di tích thắng cảnh văn hóa đã được xác định giao cho chính quyền địa phương quản lý và để phát huy các giá trị văn hóa tại cộng đồng. Chính quyền địa phương xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Thì từng bước đã có những cái xây dựng cái cơ sở hạ tầng, trùng tu những các cái hạng mục di tích trong khu di tích, và đồng thời là phục dựng lại những nghi lễ truyền thống như rước nước, rước kiệu, rước bóng, thì để được cái hệ thống hạ tầng khang trang hiện đại như bây giờ. Ngoài cái sự nỗ lực của chính quyền địa phương, ban quản lý, rồi có sự tạo điều kiện giúp đỡ của chính quyền các cấp trong cái việc quy hoạch cũng như là xây dựng, đặc biệt là có cái sự chung tay giúp sức của nhân dân, đồng tình nhân dân, nhất là các du khách thập phương đã góp công, góp cửa, rồi góp các cái hiện vật để xây dựng khu di tích khang trang hiện tại. Thì có những nhiều các cái hiện vật và đóng góp nhiều tỷ đồng. Thì trong cái thời gian tới đối với địa phương, thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục quản lý tốt những các cái hoạt động trong các khu di tích. Và thứ hai sẽ là đẩy mạnh cái công tác xã hội hóa trong cái việc là xây dựng các cái hạng mục di tích ở như các cái điểm của xã, đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh quảng bá cái hình ảnh của di tích đến người dân trong và ngoài tỉnh và cả nước, để rồi làm có những cái phát huy cái giá trị văn hóa chung trong cộng đồng. Giờ đây, khu vực di tích và thắng cảnh Hàn Sơn bao gồm cả đền Cây Thị Hà Ngọc, đền Cô Tám Đồi Chè, huyện Hậu Lộc, với hàng loạt sắc màu sinh động của núi non, hang động, sông nước, ruộng đồng, làng xóm xung quanh đã trở thành một không gian văn hóa lý tưởng để biến nơi đây thành một trung tâm du lịch lễ hội hấp dẫn đặc biệt ở xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung. Trải qua biến cố thăng trầm của thời gian, di tích đền Hàn và đền Ba Bông, mảnh đất anh linh vua Ban, đã được nhân dân và khách thập phương nhiều lần tôn tạo, trùng tu, sửa đổi. Cùng với thời gian, nhân dân thập phương, các thanh đồng bản hội vẫn nô nức viếng thăm, hương khói cầu nguyện phước lành cho cuộc đời bình an, mùa màng tươi tốt. Hà Sơn điểm hẹn tâm linh và du lịch của tiềm năng và hội nhập, vững vàng trong gian khó, đang tiếp bước đi lên. Mời bạn bè muôn phương hãy về với Hà Sơn, với Hàn Sơn, với miền đất thánh. Con người Hà Sơn luôn thân thiện, hiền hòa và mến khách, đang giang tay đón bạn bè muôn phương về chảy hội Hàn Sơn. Hãy về đây với Hàn Sơn để nối mạch tâm linh và dâng nén nhang thơm để tri ân những bậc tiền nhân đã có công khai sông, mở núi, lập ấp, lập làng và cầu nguyện cho xã tắc bình yên, cho gia đình hạnh phúc, cho xã hội phồn vinh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của miền đất thánh nên thơ đang âm vang trong bản hòa ca cho một Hà Sơn đẹp giàu, mãi mãi là niềm tự hào của những người con Hà Sơn
mỗi người chúng ta hãy xứng danh với một miền quê, quốc mẫu, dân cầu. Hàn Sơn thánh mẫu hiển linh, vua ban sắc báu, dân tình hiển linh. Dù ai buôn đâu, bán đâu, hội Hàn tháng 6 nhắc nhau cùng về. Ai dù buôn bán trăm nghề, 12 tháng 6 cũng về Hàn Sơn. Tiên cung giáng trần độ thế, huyền thoại tiên cô cầm kỳ thi họa, cô chèo thuyền tiếp tế quân lương, cứu vua phò vua đánh giặc, giữ cho xã tắc bình yên. Tháng sáu ta về lễ hội gai, bước lên lầu chúa chốn bồng lai, ngắm nhìn một miền quê kỳ vĩ đắm say sơn thủy hữu tình. Thánh thót giọng chầu văn, nguyện cầm ai khéo này, dòng sông con nước chia đôi, dàn dào bên thương bên nhớ. Man mát giọng hò khoan, hỏa sóng đón trăng lên, thanh kê vàng ngũ huyền bâng khuâng bước chân. Về Hàn Sơn ta thắp nén tâm nhàn, dâng đức thánh tri ân, trong tay ta nguyện cầu, cầu phúc cầu duyên cầu tài cầu lộc, cầu cho gia tộc phú quý vinh hoa, cầu cho xóm làng yên vui no ấm, cầu cho xã tắc ngàn năm vẹn tuyền, nhắn như rằng